Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Rồi, thì các bạn ơi, bây giờ các bạn sẽ cùng Son đi vào trải nghiệm game Hay Đê ha. Rồi, thì hôm nay ở trong clip này thì Son sẽ tiếp tục up lên level 123 cho các bạn xem ha. Đó, chỉ trong vòng có mấy ngày thôi là Son lên được 2 cấp liên tục luôn. Lên cấp rất là dễ ha các bạn. Rồi, thì lên cấp xong thì Son sẽ up luôn cái kho nha các bạn. Thì hôm nay là niềm vui nhân đôi nè. Đây, thì nó. Thì bây giờ Son lên cấp xong, Son sẽ nâng cấp cái kho Son lên là 4850 luôn. Rồi, thì khi nâng cấp cái kho xong, Son sẽ lấy nổ mìn, lấy 10 viên kim cương tiếp tục ha. Hiện tại bây giờ Son có 1954 viên kim cương rồi. Thì Son nổ hôm nay nữa là được 1964 viên kim cương. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ cùng Son lên cấp nha. Đó, thì bây giờ tiếp tục đó, Son để dành cái điểm kinh nghiệm ở trong cái quán nông chạy các bạn. Đây đó, thì hiện tại Son có 693.000 rồi đó ha. Bây giờ Son chỉ cần nhận 370.000 cái nữa là Son up lên 123 luôn các bạn, rất là dễ ha. Hôm nay cái sự kiện chạy thay kinh nghiệm này nè, chạy xịt khói luôn đó. Chạy lên được 600, Son chạy được 640.000 điểm kinh nghiệm luôn bạn đó. Thì bây giờ nhận cái này cái nữa lên cấp luôn. Rồi, thì các bạn sẽ cùng Son đi trải nghiệm cái giây phút thăng hoa này ha. Đó, bây giờ sẽ nhận từ dưới lên nha các bạn. Son để dành đó, Son để dành, Son không nhận nha. Đó, để dành không có nhận. Để làm clip nhận cho bạn xem ha. Đó, một cái mảnh ghép được 27.000 xu nè. Đó, hai cái mũ gỗ, một chú tôm. Rồi cái này bữa Son mới lên cấp Son nhận nè. Nói chung là mỗi cái móc này là nhận cái lên cấp ha. Đó, đây cái móc lên cấp nữa đó ha. Rồi bây giờ hai cọc, năm ván đôi, thêm một cái thuyền nữa, đây thêm hai cọc nữa các bạn. Đó, cái này là thích nhất các bạn. Đó, một cái khế ước. Cái này các bạn thấy có đẹp không các bạn? Sao Son thấy nó xấu mà xấu tệ luôn các bạn ơi. Các bạn thấy có xấu mà xấu tệ luôn không? Cái cục mà xây xây này giống cái gâu các bạn. Theo các bạn đánh giá thì cái này nó như thế nào, sao Son thấy nó xấu chứ trời. Rồi nhận luôn, hồi Son bỏ ra cho xem ha. Đó, rồi khúc này nữa các bạn. Khúc này thì các bạn đừng có chớp mắt nha, chuẩn bị nè. Rồi Son đã lên cấp rồi các bạn. Đó, thì xin chúc mừng bạn, bây giờ bạn là một người nông dân đã đạt cấp 123 ha. Đó, nhận được 12 viên kim cương và thêm một cái mảnh đất nữa ha các bạn. Thêm một cái mảnh ruộng nữa. Đó, thì bây giờ Son sẽ xem 124 sẽ được cái gì ha. Rồi nhận nè. Rồi 1966 viên kim cương ha các bạn. Một hồi nổ thêm 10 viên kim cương nữa là được 1976 viên kim cương. Đó, rất là nhiều kim cương luôn. Các bạn hãy nhanh tay đầu tư cho mình một cây sẻng đi ha. Đầu tư cho mình 100 cái sẻng để nổ hàng ngày ha. Rồi, bỏ ra. Đó. Rồi, thì xem 123 mình sẽ lên 124 mình sẽ được mở khóa những cái bánh gì ha. Không có gì hết trơn bạn ơi. Son không biết là hiện tại là Son lên cấp Son còn mở phá những cái bánh nào nữa không. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ lên 124 thì sẽ được 12 kim cương thôi, không có mở phá thêm cái loại food nào hết ha các bạn. Rồi, thì rất là vui luôn các bạn. Lên cấp xong, hy vọng là chạy giờ Son chạy xe là kho Son nát hết trơn các bạn. Để Son lụm này lên nè. Nát không, nát bé hết trơn à. Cái gì cũng hết hết trơn bạn đó, sạch bách hết trơn rồi đó ha, cái gì cũng hết hết trơn. Từ 4.007 mà chạy còn có 4.001, hết 600 phút, chạy 600 phút lên được một level ha bạn. Đó, bây giờ nó yêu cầu không có gì mình có hết trơn á. Các bạn hiện tại là Son lên 123 mà dư được 117.000
điểm kinh nghiệm nữa bạn ha. Đó, thì các bạn trong cái sự kiện này thì các bạn lên được bao nhiêu điểm level rồi? Có bạn nói lên được 3 cấp, 4 cấp luôn bạn. Các bạn ơi, Sơn đang làm clip mà nghe khét khét, không biết có gì cháy nữa. Các bạn chờ Sơn xíu nha, nghe mùi khét khét. Các bạn có nghe mùi gì khác khác không bạn? Chết rồi, không biết có cái CPU mình có bị cháy không nữa. Khét luôn, các bạn mà xem tự nhiên mà tối thui màn hình là biết biết xong bị cháy. Tự nhiên đang làm clip mà nghe mùi khét nhạt luôn, xong chạy xong kiểm tra thử rồi mà không thấy gì hết trơn á. Rồi mình tiếp tục nha các bạn, rồi mình tiếp tục nha, sorry các bạn nha, tại vì nghe mùi khét quá chịu không nổi luôn. Xong mở cửa hết cho nó hóng rồi các bạn, nãy giờ đi mở cửa sổ với mở cái cửa ở xung quanh á cho nó hóng rồi, nghe mùi khét nhạt luôn. Rồi thì mình tiếp tục quay lại vấn đề nha. Nếu mà lỡ đang thấy Sơn làm clip mà tới thui màn hình là các bạn biết là có chuyện gì xảy ra rồi ha. Rồi Sơn lên được 121.000 rồi các bạn, hiện tại Sơn có 121.000 điểm kinh nghiệm rồi ha. Đó, hy vọng để coi còn bao nhiêu, còn 20 giờ nữa, còn 21 giờ nữa bạn, hy vọng lên được 50% nữa đi, lên được 50% nữa là đẹp các bạn ha. Rồi tiếp tục. Rồi thì bây giờ chúng ta đi tới màn 2, cảnh 1 là nâng cấp kho. Đó, cái giây phút này xong cũng chờ lâu lắm. Mấy ngày nay xong ngứa tay lắm bạn. Ngứa tay muốn nâng lắm nhưng mà không có dám nâng để vô làm clip cho các bạn xem ha. Đó, ngứa tay, để mấy ngày nay ngứa tay lắm không có nâng các bạn. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy tiếp tục xem Sơn nâng cái kho của Sơn ha. Tới giây phút này là y như việc được thăng hoa các bạn. Cái cảm giác này rất là sung sướng nè. Rồi lên. Đó. Thì hiện tại kho Sơn được 4.850. Và wow, chuẩn bị đạt mốc 4.900 ha các bạn. Thì cái mốc 4.900 nó yêu cầu á là 116. Mỗi thứ 116 hết các bạn. 116 mà bây giờ bạn muốn nâng nhanh á thì bạn mất mỗi thứ 500 đi là 1.000 kim cương nè, khoảng 2.000 kim cương ha, khoảng 1.900 kim cương. Nếu bạn muốn nâng nhanh nữa bạn bấm vô ba cái nút này đó, bạn bấm vào ba nút này là 1.900 kim cương. Và hiện tại sao có 1.900 nhân viên kim cương luôn thì giờ chơi lớn thôi bạn. Chơi lớn ha, thôi giỡn thôi chứ 1.900 kim cương đó mua được rất là nhiều cái đồ trang trí kim cương rất là đẹp. Mình đầu tư vô đây đầu tư vô đây á là bị người ta nói mình bị ngáo. Tự nhiên đem đầu tư 1.900 kim cương vô đây á là ngáo ha các bạn. Rồi thôi, rồi thì cái kho của Sơn á là hiện tại được 4.850, rất là nhỏ ha, rất là nhỏ so với rất là nhiều bạn. Có rất là nhiều bạn hiện tại kho của bạn là tới mười mấy ngàn các bạn, 10.000 mười mấy, có bạn lên 16-17.000 luôn rồi. Khiếp thiệt chứ, không hiện tại các bạn đang xem clip Sơn không biết có bạn nào mà kho lên được 20.000 chưa các bạn. Thì các bạn nào mà cái kho khoảng 10.000 trở lên để lại bình luận bên dưới cho Sơn ghiền để Sơn có động lực Sơn nâng cấp cái kho tiếp các bạn. Chứ giờ thấy cái kho mà 4.800 mà mình nhìn lại mấy cái kho của bạn của mình á, nhiều khi có bạn level 90 thôi mà cái kho cũng đã 7.000 các bạn, khiếp thiệt. Mấy bạn có lên kho nhanh thiệt. Rồi kho silo của Sơn là được 4.650 và hiện tại còn thiếu rất là nhiều. Rồi thì bây giờ các bạn hãy nhìn xem kim cương của Sơn là 1.966 ha, hôm nay lấy thêm 10 viên nữa là 1.976, là 3 ngày nữa là Sơn được 2.000 các bạn. Có nghĩa là Sơn sẽ để 8 lần 3 24, Sơn để lên đúng 2.400 kim cương. Sơn sẽ mua những cái đồ tăng tiết kim cương ha. Cái Sơn quyết định Sơn mua cái này rồi các bạn. Sơn quyết định Sơn mua cái gạch trắng lối đi màu trắng này nè.
mua 300 luôn, 300 cái lối đi màu trắng, xong bỏ ra xem coi nó đẹp không. Nếu nó đẹp á thì các bạn có thể mua, còn nếu nó xấu thôi các bạn đừng có mua ha, tại vì Son là chuột bạch hy sinh cho các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ hầm ha. Rồi hiện tại Son có 39 sẻng thì chắc không đủ, cho nên á Son qua cái nít phụ của Son, Son lấy về 70 sẻng nữa. Đây cái nít này bữa Son đầu tư nè các bạn, nít 52 level 52 nè, Son đầu tư nè, nít trắng không tin ha. Đó, Son chứa rất là nhiều đó, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi nay nổ đã luôn các bạn. Rồi tiếp tục. Rồi thì hiện tại Son có 109 cái sẻng ha các bạn, 109 cái sẻng. Thì bây giờ Son sẽ nổ thêm bao nhiêu cái mất bao nhiêu cái sẻng ra được 10 viên kim cương ha. Qua bây giờ trước khi nổ Son đính chính lại nha, tất cả các vật phẩm ở trong đấy để nổ ra kim cương nha. Đó, pháo nè, TNT nè, sẻng và cút chim ha, tất cả các vật phẩm này đều nổ ra kim cương hết. Nhưng mà do cái sẻng nó không dụng, người ta bán nhiều thì cho nên Son mới lấy cái sẻng ra Son nói thôi, thấy không? Son lấy cái sẻng ra Son nói với tất cả các bạn thôi, chứ tất cả những cái vật phẩm này đều nổ ra kim cương hết ha. Rồi ơi, mới nổ cái ra được chiên luôn các bạn, mới nổ ra được chiên kim cương luôn, một viên. Ơi trời ơi, các bạn thấy không, hai cái sẻng đầu được hai viên rồi, có khi nào 10 cái sẻng được 10 viên không ta? Cầu nguyện, cầu nguyện. Hai viên nha các bạn, trời mới hai nói chứ các bạn thấy hai cái sẻng đầu mà nó ra kim cương vậy là các bạn đừng có nên vui nha, tại vì khi mà những kim cương đầu tiên nó ra thì những cái sẻng tiếp theo nó ít khi nào ra lắm hả, không cho nên Son thích nhất là những cái sẻng cuối nó ra liên tục, còn những cái sẻng đầu này nè nó ra thì nó ra kim cương á, những cái sẻng sau nó hiếm ra lắm. Đó, thêm một viên nữa là ba viên, ba viên rồi các bạn. Rất là may mắn luôn. Nay nổ tha hồ luôn rồi, sao không có đầy kho đâu nha, đầy kho mới nâng mà. Đó thì các bạn hãy nhanh tay đầu tư cho mình những cái sẻng ha, đầu tư cho mình những cái sẻng để hàng ngày mình nổ, cứ một ngày mình đầu tư 100 cái sẻng mình nổ là mình kiếm 10 viên kim cương, mình không cần phải nạp thẻ các bạn. Đó, các bạn nào mà không có điều kiện nạp thẻ mình cứ nổ thôi, nổ mìn thôi, mình đừng có nạp thẻ ha. Rồi ô đây viên nữa nè, quá ngon, 4 viên đó. Mình chơi giải trí, các bạn nào chơi giải trí á thì mình nổ vậy là mình cũng có kim cương các bạn. Đó, mình kiên trì mình nổ ha, ngày nào cũng nổ thì một năm Son đảm bảo bạn là bạn phải 3.600 viên kim cương ha, cứ một mười, cứ 100 sẻng là 10 viên đó, thì các bạn bình quân cứ 100 sẻng 10 viên, một tháng là 300 viên ha các bạn, cứ một tháng là mình được 300 viên kim cương, thì một tháng nữa thôi, hơn một tháng nữa, ở đây một cái nữa nè là Son sẽ được 2.400, Son được 2.400 viên cương là Son sách đi mua đồ ha, mua cái lô đi màu trắng, đó đây viên nữa. Còn 5 viên nữa thôi các bạn, Son nổ 5 viên rồi. Đó, đang viên nữa các bạn, không nghĩ nó ra luôn á. Đó, đang viên nữa nè, nó ra liên tục luôn nè. Để Son qua ao cá một cái, các bạn muốn biết nó bao nhiêu qua ao cá quay trở về ha. Rồi rồi quay trở về nữa các bạn. Đó, rồi mình còn có 1 viên đó, 2 viên nữa, Son được 8 viên rồi đó. Còn 2 viên nữa thôi. Trời, còn 2 viên nữa mà lâu dưới trời. Hết 49 cái sẻng của Son rồi đó. Đó, thấy không? Các bạn thấy không, mấy cái viên cuối nó lúc mà nó ra nhiều á, cái những cái viên cuối nó lâu ra lắm. Trời ơi,
Trời ơi, hai viên đúng mà. Rồi hết 59 cái sẻn có son rồi các bạn. Đó. Trời ơi, không ra luôn. Đó các bạn thấy không? Các bạn thấy không, lúc đầu bạn ra thì lúc sau nó khó ra lắm. Đó. Sắp hết 69 cái sẻn có son rồi đó. Đó, một viên tiếp theo, còn một viên cuối. Một viên cuối ha. Rồi cái này nữa là 69 cái sẻn nè. Đó, mất hết 69 cái sẻn rồi đó. Rồi. Rồi. Ok. Đó, đủ 10 viên kim cương các bạn. Rồi 10 viên kim cương là mình ngưng ha. Các bạn lưu ý nha, các bạn nào mới xem kênh của Son á thì 10 viên kim cương bạn ngưng. Tại vì một ngày nó giới hạn cho mình đúng 10 viên kim cương thôi ha. Bạn đừng có nổ nữa. Bạn nổ nữa thì bạn sẽ rất là phí sản bạn ha. Nó không có ra mà nữa đâu. Đúng 10 viên ngưng thôi. Rồi. Ủng nó lên được 1976 viên kim cương. Rất là nhanh. Rồi bây giờ Son sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua những cái nhiệm vụ đua ngựa này ha. Nhiệm vụ đua ngựa giờ rất là lắc. Nhiệm vụ đua ngựa từng này rất là dễ các bạn. Đua ngựa sức mạnh á thì những cái nhiệm vụ nó rất là ít ha. Nó yêu cầu mình làm rất ít nè, nó rất ít người. Thường thường đua ngựa bình thường á, nếu bạn làm là 9 nhiệm vụ thì nhiệm vụ sức mạnh này mình làm gấp đôi lên là 18 nhiệm vụ. Nhưng mà những cái bản nhiệm vụ này nè thì nó làm rất là ít lại ha. Cũng ví dụ như bạn thường thường mà cứu là 30 cây đúng không? Còn bây giờ bạn sẽ cứu có 15 cây thôi. Đó, nó chia hai ra ha. Ví dụ cái nhà này thường thường á bạn làm là 16 thì bây giờ nó chia đôi ra là còn 8 thôi, một nhiệm vụ thôi. Đó. Cái bà này thường thường là 10 đúng không? Thì giờ nó chia ra còn 5 thôi, đó ha. Làm rất là dễ. Chẳng hạn như nổ mìn á, các bạn thường thường làm là 99 đúng không? Giờ nó chỉ còn có 46 thôi. Đó, một nhiệm vụ chỉ còn có 46 thôi, cứu cây thì còn có 15 thôi. Đó. Thì nhiệm vụ đua ngựa từng này rất là đơn giản. Còn mình phải canh cái thời gian mình bắt hỏ ha. Hỏ còn 3 giờ nó tới nè. Còn 3 giờ nó tới cho nên là Son không có làm nhiệm vụ gì hết. Son để khi nào hỏ tới thì Son mới nhận nhiệm vụ để Son bắt hỏ ha các bạn. Và bạn canh thời gian này nè. Bạn canh thời gian hỏ này tới, bạn vô bạn khi nào mà có cái nhiệm vụ mà nó ghim con hỏ ở trên đây thì mình sẽ nhận nhiệm vụ ha. Nhận nhiệm vụ là mình sẽ bắt được một con hỏ ha. Khi nào mà con hỏ nó tới thời gian á, tới thời gian con hỏ tới á, con hỏ tới thời gian như có 9 phút hay sao bạn, 9 hay 10 phút gì á, Son cũng không có để ý nữa. Thì nó sẽ ghim cái đầu con hỏ ở trên cái bảng nhiệm vụ của mình. Đó, nó ghim lên. Xong là mình nhận nhiệm vụ, như vậy là mình sẽ bắt được, mình hoàn thành nhiệm vụ ha. Mình nhận cái nhiệm vụ mà có ghim con hỏ lên, khi mình hoàn thành là mình bắt được một con hỏ ha. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Thì nhiệm vụ sức mạnh này rất đơn giản. Nhiệm vụ rất đơn giản ha các bạn. Rồi. Mở cửa ra hết mùi khét các bạn. Hết mùi khét hồi nãy tự nhiên đang làm clip cho bạn nghe khét khét nha. nghe rung hết trơn, bỏ chạy. Bỏ chạy kiểm tra coi có bị cháy cái gì không. Mày hên quá. Rồi tiếp tục chạy nữa các bạn. Con chạy bây giờ coi điểm kinh nghiệm thấp quá xé các bạn ơi. Ha, bây giờ không có nhiệm vụ nào mà Son làm được hết các bạn. Này xé luôn nè. Các bạn thường thường cái bắp bỏng ngô cay này nè. Ở trên báo này nó bán quá trời luôn. Mà tới khi Son ra nhiệm vụ á, Son kiếm không có một cái luôn các bạn. Đó, bây giờ không có cái bỏng ngô cay nào hết trơn á. Các bạn nào gặp trường hợp như Son chưa? Có nghĩa là cái lúc thường thường mình không có cần á thì mình đi mình gặp rất là nhiều luôn. Đến khi mà mình cần nó tới nó mình kiếm mà kiếm mình ngồi mình báo mình kiếm cả tiếng đồng hồ luôn không gặp các bạn. Không biết các bạn nào mà gặp trường hợp như Son không nữa. Chứ Son bị hoài à. Có nghĩa cái lúc mình cần á thì nó không có, mà đến khi cái lúc mình không cần á, mình không có cần tới nó thì nó ra liên tục luôn các bạn. Mình kiếm ở đâu mình cũng thấy hết á. Đi đâu mình cũng gặp nó. Cà chua nè, cà chua thì có rồi, xong 3 lít nhỏ xong lấy ha. Rồi thì clip của Son chia sẻ lên cấp, nâng kho
và lấy 10 viên kim cương miễn phí mỗi ngày. Đến đây cũng xin tạm dừng ha các bạn. Các bạn đừng quên cho Son một like và một comment ở bên dưới ha. Còn các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Son, cũng như là nhấn luôn cái chuông kế bên. Rồi khi nào Son đăng clip lên, nó sẽ thông báo đến các bạn để các bạn vào xem, để các bạn cập nhật các thông tin hay đây hàng ngày nè, cũng như là các mẹo chơi game hay đây, cũng như là xem để xả chết giải trí sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi ha các bạn. Rồi thì mình tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha. Bye bye và mãi yêu các bạn ha.